Chào mừng bạn đến với khóa học kiếm tiền eBay Dropshipping. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn bạn làm cách nào để tìm kiếm sản phẩm bạn đang bán chạy ở trên eBay để chúng ta phải đăng lại và cách tìm nhà cung cấp. Đầu tiên chúng ta vào ebay.com. Các bạn tưởng tượng ở ebay.com này, trên trang này thì tôi lưu ý các bạn rằng là các bạn hãy tập trung vào cái từ khóa Home and Garden. Đây là những sản phẩm mà thiết yếu nhất mà khách hàng mà mọi người thường xuyên phải dùng hàng ngày. Ví dụ như này, chúng ta vào Home Garden. Ví dụ tôi muốn nghiên cứu một mục của Home Decor. Chúng ta vào Home Decor. Ở Home Decor các bạn thấy không ạ? Có hơn 5 triệu sản phẩm. Vậy làm cách nào chúng ta tìm ra một sản phẩm cụ thể chúng ta muốn để chúng ta đăng lên trên gian hàng chúng ta? Đầu tiên chúng ta vào một cái bất kỳ chẳng hạn. Ví dụ chúng ta vào Poster and Print. Sau khi vào Bottom Brain thì đây có hơn 2 triệu sản phẩm. Vậy mục tiêu chúng ta là gì? Đi tìm những gian hàng mà người ta đăng sản phẩm mà đã bán được hàng. Và nhiệm vụ chúng ta là tìm được nhà cung cấp. Nếu như tìm được nhà cung cấp giá rẻ thì chúng ta sẽ đăng theo họ. Thì chúng ta kéo xuống phía dưới và chúng ta tích vào mục Sold Listing, tức là chỉ hiện ra những mục mà đã bán được hàng. Đây. Và chúng ta lọc tiếp. Ví dụ như chúng ta muốn tìm những mặt hàng mà chỉ đăng ở châu Á thôi. Ở châu Á. Đây, châu Á đấy. Rồi. Đấy, thì bây giờ ví dụ chúng ta mở một trang này ra. Bài viết này ra. Chưa thấy họ đăng gì, chúng ta xem 96,1. Không có đơn hàng nào, chúng ta đi tìm mặt hàng khác. Tìm hàng khác, ví dụ tìm ngay. Đây, chúng một đơn hàng, xem họ bán được bao giờ. Đấy, họ bán từ mùng 8 tháng 2. Ok, mùng 8 tháng 2. Vậy chúng ta xem bài viết của họ. Rồi, bây giờ nhiệm vụ chúng ta là gì? Chúng ta sẽ đi tìm xem ai là nhà cung cấp cho sản phẩm này. Thì chúng ta sẽ có một số cách sau. Cách thứ nhất là chúng ta copy tiêu đề và chúng ta ấn chuột phải tìm kiếm trên Google để xem ai là nhà cung cấp sản phẩm này. Đây, giờ đắt đúng không ạ? Thì không phải. Mười ba phẩy không chín. Mười sáu. Đây, vì vậy đây chúng ta đã tìm thấy một nhà cung cấp, các bạn thấy không ạ? Nhóm cấp về cung cấp với giá là 17,48 đô. Ở đây là 13, 14, bao nhiêu đô nữa. Thì nhóm cấp về cao hơn. Chúng ta thử ra vào một số trang của Trung Quốc xem là có sản phẩm này không. Với vào Ali. Chúng ta copy từ khóa Resi Print ạ. Đây, 28 đô. Đây các bạn thấy không ạ? Đây. Thì đây là cái sản phẩm mà chúng ta tìm thấy ở đây. Nó có giá rất là thấp, 5 đô này, 11 đô này, 17 đô này. Và trên đây có nhu cầu thị trường người ta mua. Vì vậy chúng ta sẽ bookmark cái sản phẩm này vào. Bookmark cái sản phẩm. Ví dụ ở đây chúng ta nên tạo một cái bookmark.
tạo bookmark. Ví dụ như là trình quản lý dấu trang đây rồi. Thì trên trên bookmark ấy, chúng ta nên tạo được hai danh sách. Một cái danh sách thứ nhất là gì? Danh sách các bài item, hot item. Hot item gọi là research đi. Research hot item to list. Đấy. Danh sách thứ hai mà các bạn nên tạo đó là seller research hot seller. Thì chút nữa tôi sẽ chỉ lý do tại sao như này. Rồi, hot item. Bây giờ chúng ta đã tích được, đã tìm được dòng cấp về. Bây giờ chúng ta bookmark vào, đánh dấu vào, đánh dấu trong này ở mục research hot item to list. Ok, hoàn tất. Chúng ta cũng tích cái mục này vào. Đấy. Như vậy là đây là cái quy trình mà tìm kiếm một sản phẩm rất là đơn giản. Tức là tìm xem là sản phẩm nào đang bán được ở trên eBay rồi và chúng ta tìm nhà cung cấp. Ví dụ trong trường hợp mà chúng ta copy tiêu đề, chúng ta không tìm đến nhà cung cấp chẳng hạn, thì lại chúng ta sẽ dùng cách khác. Ví dụ chúng ta bấm vào ảnh này, chúng ta tìm kiếm ảnh ở trên Google. Tìm kiếm ảnh trên Google. Và các bạn đây, các bạn nhìn thấy không ạ? Các bạn tìm kiếm ảnh trên Google ấy, thì ở trong Ali có ảnh ngay, bức ảnh đây. Điều chứng tỏ trong Ali là nhà cung cấp Ali, nó cung cấp cái sản phẩm này. Đấy. Nếu trong trường hợp mà chúng ta copy tiêu đề, không tìm nhà cung cấp, tìm kiếm ảnh trên Google không tìm nhà cung cấp, thì có cách thứ ba, đó là gì? Copy một đoạn mô tả ở phần này. Và chúng ta tìm kiếm ở trên Google, ấn chuột phải, tìm kiếm Google. Và trên Google ấy, sẽ hiển thị ra tất cả bài đăng có mô tả giống như vậy và chúng ta xem là đâu là nhà cung cấp. Thì đấy là cách tìm rất là dễ nhà cung cấp. Cách thứ hai là gì? Bây giờ giả sử như các bạn muốn bán những mặt hàng về tranh ảnh chẳng hạn, thì bây giờ các bạn sẽ đi tìm những cái gian hàng người ta bán chạy. Ví dụ như là tôi vào gian hàng này xem họ bán được không, đúng không? Trung Quốc. Xong, ôi dồi, họ có 16.288 sản phẩm cơ. Đây, gian hàng họ đây. Bây giờ tôi bấm từ khóa ngạn Canvas Painting. Đấy, các bạn thấy không ạ? Với từ khóa này, thì gian hàng này người ta đăng hơn 100 sản phẩm. Đúng không? Mở thử ra xem một số sản phẩm người ta bán được không? Đây. Hầu hết họ bán được ạ. Họ bán được. Chúng ta xem tiền sử xem họ bán gần đây không. 12, 12, 20, 11. Vâng. Vậy đây là cái gian hàng mà người ta bán rất là tốt. Vì vậy chúng ta đánh dấu cái gian hàng ạ. Để hàng tháng là gì? Chúng ta hãy chọn ra 5 hoặc 10 sản phẩm họ bán tốt nhất mà chúng ta có thể tìm kiếm được nhà cung cấp và chúng ta đăng theo họ. Về nhiệm vụ chúng ta là gì? Đánh dấu nhà cung cấp. Research hot seller đây. Đánh dấu nhà cung cấp, xong một nhà cung cấp. Đấy. Bây giờ chúng ta đi tìm sản phẩm tiếp theo. Chúng ta đi tìm sản phẩm nữa. Ví dụ này. Đây. Xem đây cái họ bán được nhiều không. Ví dụ đây ạ. eBay Bows, chúng ta xem. Đấy, sản phẩm mà người ta bán rất là gần đây đúng không ạ? 27 tháng 1, 11 tháng 2 họ bán được. Nhiệm vụ chúng ta là gì? Bây giờ chúng ta lại làm tương tự. Chúng ta copy tiêu đề từ khóa, ví dụ HD Sunglass. Chúng ta tìm lên Google. Xem nhà cung cấp là ai. Đấy, đây, Ali đây. Ali.
Thường ấy, những nhà cung cấp ở mà vận chuyển từ Trung Quốc thường là họ lấy sản phẩm từ bên Ali hoặc trên Mangut. Đây các bạn thấy không ạ? Đây. Đấy, tìm được ra ngay. Vì vậy chúng ta tìm với nhà cung cấp và nhiệm chúng ta là gì? Bây giờ chúng ta xem là họ đăng với sản phẩm kích thước bao nhiêu và chúng ta sang bên Ali tìm kiếm xem là có cái sản phẩm kích thước đó không mà chúng ta đăng theo. Và chúng ta vào thử gian hàng của họ. Vào nó xem. Item for sale ở đây rồi. Rồi họ đăng 13.569 kết quả cơ. Bây giờ chúng ta muốn tìm từ khóa muốn nghiên cứu về họ ở Canvas Painting chẳng hạn. Đấy. Đây là một gian hàng mà người ta cũng nghiên cứu rất là nhiều, người ta đăng rất là nhiều sản phẩm về Canvas Painting. Bây giờ chúng ta vào xem. Rồi, 122 đơn hàng, các bạn thấy không ạ? Đây, bán giờ gần đây. Vì vậy chúng ta thấy là gian hàng này họ bán rất là tốt, vì vậy chúng ta bookmark vào. Đây, bookmark vào. Thùng bookmark. Hình dấu cho này ở Research Hot Seller. Ok, xong. Khi các bạn bookmark rồi ấy, ví dụ như hàng tháng mà mình muốn vào gian hàng họ mình điều tra xem là họ có những sản phẩm bán chạy. Và ngoài những cái mà tôi vừa hướng dẫn các bạn thì ngoài ra còn có một cách nữa là chúng ta đi xem phần nhận xét của họ ở đây dưới đây này. Ví dụ ở đây chúng ta xem những cái nhận xét gần đây, ví dụ sản phẩm này xem là sản phẩm gì. Thường ấy khi khách hàng mua hàng ấy người ta sẽ comment cho đánh giá sản phẩm của họ. Vì vậy ở đây chúng ta xem review feedback ở đây, xem sản phẩm nào mà feedback nhiều và giá bao nhiêu chúng ta xem. Chúng ta xem. Đấy, 2569. Ồ, nhiều quá. Rất là nhiều đúng không ạ? Hamlet Vintage 699. Chúng ta tìm những sản phẩm giá cao một chút, giá thấp này. Đúng. Đấy, ví dụ cái này nó bán được 85 đơn hàng, 85 đơn hàng đấy. Với nhiệm vụ chúng ta là gì? Copy tiêu đề đi tìm kiếm nhà cung cấp xem mà có giá rẻ hơn không. Không tìm thấy nhà cung cấp thì chúng ta lại làm cách khác là tìm kiếm ảnh trên Google. Nếu không thấy thì chúng ta lại copy đoạn xem ở dưới đây có mô tả không. Ví dụ đây mô tả chúng lại copy mô tả tìm trên Google để xem là chúng ta tìm nhà cung cấp không. Nếu như chúng ta tìm một nhà cung cấp mà giá rẻ hơn ở trên Ali, Banggood chẳng hạn thì chúng ta sẽ đăng theo.